Redmi K30 5G Cái phiên bản điện thoại mà khi uh, nó ra mắt mình lại không có mặt ở đây Tuy nhiên sau một khoảng thời gian là hơn một năm Với một sản phẩm sách tay về từ Trung Quốc chỉ có mức giá là hơn 4 triệu đồng Rõ ràng đây là một sản phẩm mà bất cứ game chip Cái gì thủ cũng được sẽ muốn có thể sở hữu được nó Vậy thì sau khoảng hơn một năm với một sản phẩm tốt như thế này Chúng ta sẽ còn những gì và các bạn liệu có nên mua nó để đáp ứng cho nhu cầu chơi game hay không Chúng ta sẽ cùng làm rõ trong video ngày hôm nay Chào mừng các bạn đã quay trở lại Brilab Đáng lẽ là mình sẽ để dành cái chiếc máy này cho 30 phút gaming cơ. Tuy nhiên rằng hiện tại thì Hà Nội đã có chỉ thị mới nhất và chúng ta sẽ cần phải giãn cách một thời gian. Tất nhiên là mình sẽ còn quay trở lại với những video đánh giá chi tiết về game. Tuy nhiên thời điểm đó sẽ cách đây khoảng 2 đến 3 tuần nữa. Nên là mình vẫn muốn làm cho các bạn một cái video nó sớm một chút để các bạn hiểu hơn rằng là cái chiếc điện thoại như thế này mà ngày xưa chúng ta thường hay nói dành cho anh em chip thủ ấy Thì hiện tại các bạn mua còn có tốt hay không Cái chiếc máy này thì mình nói thẳng luôn với các bạn là bây giờ rất hiếm Thứ nhất là tình trạng tắc biên Thứ hai nữa là không phải là ai cũng ôm một đống hàng như thế này Thì mình có rất may mắn dạo này có chơi được với những anh em sách tay từ nước ngoài về Gần đây là có một vài shop ở sách đồ Hàn Quốc Và bây giờ là với cái chiếc K30 5G này thì là ở Mi Media Hà Nội Một cái đơn vị cũng đã tài trợ cho các bạn cái con Redmi Note 8 Pro Ý. thì các bạn muốn có được những sản phẩm như thế, à, các bạn muốn tham gia những chương trình giveaway thì mình sẽ để ở đường link ở phía bên dưới và các bạn cũng đừng quên là ủng hộ cho nhà tài trợ của chúng ta. À, có thể tăng thêm cái lượt follow trên Shopee bằng cách để cho họ một follow nhá. Mình sẽ để tất cả ở trong đường link phần mô tả. Quay trở lại với sản phẩm điện loại này, này, như mình nói ngay từ đầu ấy thì um, cái quá trình mình làm YouTube hay là quá trình mình làm TikTok ấy thì rất nhiều người hỏi về máy này nhưng cá nhân mình lại không có nó để mình review cho các bạn. Nhắc lại một chút về những thông số thì chúng ta sẽ có cái màn hình là khoảng 6,67 inch Đây là tấm nền chỉ là IPS LCD thôi nhưng đổi lại các bạn sẽ có tần số quét là 120Hz Nhưng uh, mình cần phải chia sẻ với các bạn rằng ý, cái 120Hz này công nhận là nó sướng thật Nhưng mà MIUI nó vẫn có một cái gì đấy hơi gợn gợn Thực ra mà nói thì không phải là quá trình bạn sử dụng các bạn sẽ thấy lag Mà bởi vì MIUI nó vẫn sẽ có những cái vấn đề uh, mình không hiểu là họ không giải quyết được hay như nào đấy Mà nó khiến cho đôi khi các bạn uh, vuốt vào một vài cái điểm uh, đặc biệt một vài cái điểm nhất định các bạn vút lên vuốt xuống nó hơi có hiện tượng là bị delay hơi nhẹ một xíu. Còn toàn bộ những vấn đề khác liên quan đến sự giật lag này liên quan đến um, cái khả năng quản lý đa nhiệm thì mình thấy rằng tuyệt vời. Đây vẫn là một mẫu máy có mức giá là khoảng hơn 4 triệu ngon nhất mình nghĩ là các bạn có thể mua được ở trong tập sách tay. Chúng ta sẽ quay trở lại với khả năng chơi game sau và kỹ hơn sẽ là ở 30 phút Gaming. Nhưng mà trước khi đi vào những phần đó ấy, thì các bạn sẽ lưu ý rằng đây là một chiếc điện thoại có cái ngoại hình cực kỳ đẹp. Các bạn thấy không? Nó cùng khuôn mẫu với cả chiếc Redmi Note 8 Pro và cùng khuôn mẫu với một vài chiếc điện thoại của năm đó mà Xiaomi cũng sản xuất luôn. Một cái camera đặt dọc này, phần lưng của chúng ta được hoàn thiện bằng kính này, phần viền của chúng ta cũng được hoàn thiện bằng kim loại và các bạn cầm trên tay thì thấy là nó thực sự rất thoải mái. À, nếu như mà các bạn so sánh với một vài chiếc điện thoại trong phân khúc này, kể cả là sách tay hay chính hãng thì có lẽ nó chỉ thua so với những sản phẩm như là LG V40 ThinQ hay là LG V50 ThinQ giá rẻ. Uh, đã cũ rồi mà thôi Chứ còn đa phần những chiếc máy khoảng 4 đến 5 triệu Các bạn dù có mua mới mua cũ Thì cũng khó có thể ăn lại được một chiếc điện thoại như thế này Đây vẫn là một trong chiếc máy có cái ngoại hình tốt nhất mà mình cầm ở thời điểm hiện tại Nói đến trải nghiệm về thị giác thì mình sẽ quay lại màn hình một chút Nếu như các bạn phàn nàn về cái màn hình IPS LCD Thì cá nhân mình thấy rằng nó không phải là quá tệ đâu Cái màn này thì mình cảm thấy rằng nó gần tương đồng với cả cái màn của Mi 10T Pro chúng ta cũng được ra mắt trong thời điểm năm ngoái. Và để mà nói là nó đẹp thì là không, nhưng mà để các bạn so sánh với những chiếc máy trong cùng tầm giá thì mình nghĩ rằng cũng không phải là quá tệ đâu. Đây vẫn là một màn hình đủ đẹp, đủ để các bạn có thể theo dõi xem phim trên đó, nhưng những cái trải nghiệm về xem phim thì mình khuyên là các bạn vẫn nên lựa chọn những chiếc máy của Realme thì hơn, vẫn có cái màn hình Super AMOLED nó có màu sắc đẹp hơn rất là nhiều và trải nghiệm về loa thì tất nhiên là nó không phải là quá ngon rồi bởi vì ở đây chúng ta vẫn sẽ chỉ có loa mono mà thôi và quá trình trải nghiệm thì công nhận là mồm to nhưng mà nó lại không mang lại một cái chất âm tuyệt vời Thế nên là các bạn sẽ thật sự lưu ý nếu như các bạn muốn mua nó về để cho bố mẹ cho ông bà ở nhà của mình xem phim Chê như vậy đủ rồi nhỉ nhưng mà mình sẽ xin chê thêm một điểm thôi trước khi vào những cái phần thực sự để khen nó. Uh, camera ở trên đây thì Huy Thành cũng đã có làm những cái bài đánh giá rất là chi tiết ở trong năm ngoái rồi. Thì uh, các bạn chắc chắn phải đánh đổi thôi. Đây là một camera 64 megapixel và nếu các bạn sử dụng camera này thì nó sẽ đáp ứng được cho các bạn những cái nhu cầu chụp ảnh, quay phim cơ bản. Tất nhiên là thậm chí cả với Mi 10T Pro hay là K30s thì các bạn cũng sẽ không có những uh, cái khả năng quay phim tốt. Bọn mình đã làm rất rất nhiều những bài đánh giá về khả năng quay phim và chụp ảnh của Xiaomi rồi chụp ảnh thì còn có thể ok nhưng tầm này nếu các bạn bỏ tiền ra để mà mua quay phim thì thật sự rất là khó cái điểm nổi bật thêm của chiếc máy này là chúng ta sẽ có 5G. Ngay cái tên của nó đã nói là có 5G rồi nhưng mà các bạn sẽ cần phải lưu ý. Bởi vì theo như bọn mình có la liếm ở trên các group thì đa phần mọi người đều nói rằng mặc dù có những model 5G nhưng mà chưa có bất kỳ nhà mạng nào mở 5G cho chiếc máy này. Uh, nhưng cá nhân mình nghĩ rằng 5G có hay không Đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là những cái chiêu bài mà các hãng so kè với nhau mà thôi Hãng nào không có 5G thì hãng kia lại bắt đầu khò khè, uh, cá khịa Rồi là người dùng cũng bảo ui con này không có 5G Ở thời điểm hiện tại thì đa phần những con chip có 5G thường là những con chip mạnh Chúng ta sẽ có là Snapdragon 765G Và đây sẽ là một con chip ở tiến trình cũng rất là cao theo như mình có chấm qua Antutu Benchmark thì để cho các bạn dễ hình dung nó sẽ loanh quanh là khoảng 312.663 điểm với cái GPU số điểm của chúng ta sẽ là 93.828 điểm. Thực sự mà nói đây không phải là một số điểm quá cao, nhưng mà nếu như các bạn trải nghiệm những cái game cơ bản như là PUBG Mobile mình có chơi ở đây, một game nó loanh quanh là khoảng 54 FPS và nó không hề nóng lên một chút nào. Và game Genshin thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hơi đuối một chút. Tất nhiên rồi, đây vẫn không phải là một con chip cao cấp. Thực ra mà nói đến cả 845, 855 hay thậm chí là 860 nó cũng không thể nào mà cáng đáng được những cái tựa game đấy thì các bạn vẫn sẽ phải đánh đổi mà thôi. Nhưng đổi lại nếu các bạn sử dụng một cái màn hình đẹp như thế này, tần số quét mượt thế này, chơi một cái tựa game nó cơ bản như liên quân PUBG thậm chí là Wild Rift chẳng hạn thì mọi thứ đổi lại sẽ là tuyệt vời, các bạn sẽ không cần phải lo lắng nhiều pin chúng ta sẽ có là 4.500 mAh và theo như quá trình mình sử dụng là khoảng hơn một tiếng đến 2 tiếng nó tụt từ khoảng 100% còn khoảng hơn 70% thì mình đánh giá đây không phải là một thời lượng pin quá cao nhưng đổi lại các bạn sẽ được trang bị ở đây thêm đó là một cái cục sạc sạc cũng khá là nhanh nhưng mình cần phải lưu ý các bạn này cái sạc được kèm theo máy thì các bạn bắt buộc sẽ phải dùng nó nó sẽ gặp những cái hiện tượng là hơi kén sạc cắm không vào mình không biết là các con máy khác như thế nào nhưng ở thời điểm tại cái chiếc máy mình test nó hơi có hiện tượng kén sạc và các bạn sẽ cần phải hỏi rất kỹ trước khi mua để xem là những vấn đề nó là cái gì À, mình nhắc cho các bạn này, đây là những chiếc máy like new và không có hộp nhá, nhưng mà shop thì cũng đã có uh, sắm cho các bạn những cái hộp có sẵn thế này rồi, thì để cho các bạn có một cái trải nghiệm mua hàng nó chỉnh chu hơn, chứ không phải máy này là máy full box đâu, thế nên là các bạn cũng sẽ phải lưu ý trong cái phần này. Chốt lại thì uh, mình thấy ở trong tầm giá 4 triệu thì có lẽ nếu các bạn muốn mua một chiếc máy để thực sự phù hợp với những khả năng chơi game cơ bản, thì đây là một chiếc máy rất tuyệt vời, màn hình đẹp. Rất mượt và kèm theo là một con chip ổn Nhiệt độ nó rất là mát bẻ Kể cả các bạn có chơi Genshin Impact hay các bạn có chơi PUBG Mobile này nữa Thì mọi thứ vẫn rất ổn Tất nhiên về gaming nó vẫn sẽ có những điểm yếu Nhưng trong tầm giá này thì làm sao chúng ta có thể yêu cầu một chiếc máy hoàn hảo được đúng không Những điểm khác mạnh mẽ là chúng ta sẽ có một cái ngoại hình tuyệt vời Một cái sạc tốc độ cũng khá nhanh nữa Và một cái màn hình cũng lớn để các bạn có thể theo dõi giải trí Với những khả năng giải trí cơ bản điểm yếu của nó chắc chắn là phải về camera rồi trong tầm giá này thì có lẽ là mình nghĩ Realme sẽ làm tốt hơn so với những cái thuật toán như Xiaomi. Các bạn trải nghiệm trên đây thì miui vẫn rất là ổn nhưng mà đôi khi vẫn có những hiện tượng là lỗi vặt, lỗi nhẹ thì các bạn mua về hãy cài đặt lên cái phiên bản ROM mới nhất và cái điểm cuối cùng các bạn cần phải cân nhắc đó là chiếc máy này vẫn chỉ là chiếc máy like new mà thôi. Thế nên là các bạn khi mua vẫn sẽ phải xem xét xe thật kỹ, cần phải có những cái quyết định sáng suốt trước khi chọn nó vậy nếu là các bạn các bạn có cảm thấy phù hợp với chiếc máy này không cá nhân mình thì mình thấy ổn ngon chả biết chê điểm gì nhưng ở trong tầm giá này các bạn phải chấp nhận thôi nếu mà có điểm gì phải chê đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới bấm like bấm subscribe bấm chuông cho kênh youtube của bọn mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại